Vâng, thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 đang ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt đời sống và nhiều người lao động vất vả hơn khi bị giảm giờ làm, giảm thu nhập, thậm chí còn mất việc làm. Nông dân thì được mùa, mất giá, không có chỗ thu mua nông sản. Vâng, những lúc này thì có một thứ vẫn sáng lên và không bao giờ thay đổi là sự sẻ chia gánh nặng trong cơn hoạn nạn, là nghĩa cử cao đẹp nhất được trao đi dù bạn ở bất cứ ai. Và tại thành phố Đà Nẵng thì để hỗ trợ cho nông dân Hòa Vang tiêu thụ nông sản thì nhiều tổ chức cá nhân đã đứng ra thu mua rồi kêu gọi nhiều người mua ủng hộ, cũng trái bí, trái bầu hay là trái ớt. Nhưng sự ủng hộ này thì không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn trở thành một nguồn động viên tinh thần lớn đối với bà con nông dân. Mới đây nhất, từ hoạt động hỗ trợ tiêu thụ ớt bộ bản đã được tiếp nối. Điều này đã làm lan tỏa thêm tinh thần sẻ chia trong mùa dịch. Những ngày gần đây, nhiều hộ dân trồng ớt tại huyện Hòa Vang đang đứng ngồi không yên bởi sản phẩm làm ra không tiêu thụ được do tác động của dịch bệnh COVID-19. Như tại thôn Bộ Bản, xã Hòa Phong, với gần 30 hộ trồng ớt đều đã đến kỳ thu hoạch nhưng lại rơi vào tình trạng ế ẩm, hoặc nếu có bán thì cũng chỉ cầm chừng, thừa thớt, mặc dù giá ớt chỉ còn 5.000 đồng trên một ký. Năm nay ớt lên được mùa, mà coi như người ta tiêu thụ thì cũng chậm, bị Covid thì tiêu thụ cũng chậm, thành ra cũng nhờ các đoàn thể, các ngành, các cấp là coi như là tiêu thụ rồi dùm giải quyết được cho nông dân để có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, với lại để lo phân bón trở lại, chứ còn coi như không là không có nhờ các đoàn thể thì coi như là các ngành thì bữa nay ớt cũng còn đạn lợi nhiều. Do là dịch là có cái vụ ớt là không, thứ nhất là không do xuất khẩu được, thứ hai là do các nhà hàng khách sạn không hoạt động, cho nên là cái lượng ớt hiện nay là tồn dư rất lớn. Và trong quá trình đó thì được sự quan tâm của các hội đoàn thể của thành phố, rồi vận động các đoàn viên hội viên, các cái cơ quan xí nghiệp là giúp nông dân để tiêu thụ. Đến nay là trên tổng cái lượng bí và ớt hiện nay là đã gần 20 tấn. Thế nên là nông dân cũng rất phấn khởi. Để hỗ trợ bà con Hòa Vang, chương trình San sẻ yêu thương chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ ớt Hòa Vang đã kịp thời được triển khai. Chỉ trong một thời gian ngắn kêu gọi, hơn 3.000 kg ớt đã được tiêu thụ với giá 8.500 đồng một ký. Bằng tất cả sự sẻ chia, mỗi người dân khi đến mùa ớt đều mong muốn góp thêm một chút tấm lòng giúp đỡ người dân vùng nông thôn Hòa Vang cùng vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay. Những lúc bà con mà khó khăn trong cái mùa dịch này thì mỗi người một tay để tương trợ với nhau cho qua cái mùa dịch khó khăn. Bà con có cái động lực để làm cái mùa vụ sau cho tốt hơn. Đoàn viên thì mỗi người một ít để mua để ủng hộ giải cái lượng ớt tồn dư của bà con ra. Do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid cho nên là ớt ở trên địa bàn Hòa Vang thì tiêu thụ không được, giá bán rất là rẻ, và một số bà con là để ớt ký trên cây thì hôm nay là được đoàn khối cơ quan phát động thì được tham gia bán ớt, được giới thiệu tới hình ảnh của ớt Hòa Vang cho tất cả bà con địa bàn Đà Nẵng. Cảm ơn các mạnh thường quân cũng như các bà con trên địa bàn thành phố đã ủng hộ ớt, và mong là mọi người biết đến thương hiệu ớt ở trên địa bàn Hòa Vang như ớt Tí Loan, ớt khu vực Bờ Bản hay là ớt chỗ khu vực Hòa Tiến. Vụ ớt năm nay không chỉ thấm đượm mồ hôi công sức của những người nông dân mà nó còn chứa cả tinh thần tương thân tương ái, nghĩa tình dành cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Tất cả đều chung niềm tin dịch COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi để những nông sản của bà con lại được tiêu thụ thuận lợi trong thời gian tới.